Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật. Bạch thầy, con có vài điều muốn hỏi, con mong thầy giải đáp giúp con. Một, con hay đi học về khuya, đi qua mấy nơi tối thì con có cảm giác ai đó đang nhìn vào, đang nhìn và đi theo con và dựng da gà lên. Vậy con hỏi thầy cần làm gì để hết những điều đó? Các cụ nói là gì? Thần hồn nát thần tính ở chỗ đó. Thậm chí cũng có thể là các cụ ngày xưa nói là yếu bóng yếu vía thì hay gặp những cái đó. Thì tốt nhất thì bạn này đang đi học mà, nói là các bạn này còn đang đi học, tức là còn trẻ đang đi học, hay đi học về khuya qua những cái nơi tối thì hay có cảm giác như thế. Tốt nhất thì bạn này nên học lễ thuộc chú Đại Bi, học thập thuộc chú, học thập là Đại Bi thập chú, và đặc biệt là hai câu thần chú Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam đó, và Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm đó. Thì trước khi đi học thì nên đọc câu thần chú đó khoảng 21 hoặc là 108 lần. Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam Án Lam, đọc 21 lần hoặc là 108 lần. Và đọc câu thần chú là gì? Văn Thù Thân Chân Ngôn, Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm Án Sĩ Lâm Bổ Lâm 21 lần hoặc 108 lần. Trước khi đi học hay đi đâu đó thì nên đọc câu thần chú đó, và khi đi qua những nơi tối tối đó thì cũng nhất tâm đọc câu thần chú đó, thì dần dần sẽ không còn cảm giác đó nữa. Và đặc biệt là gì, nên học thuộc Đại Bi thập chú và trì tụng hàng ngày để cho nó tăng trưởng công đức phúc báo trí tuệ của mình lên, và tăng trưởng cái năng lượng của mình lên, cái dương khí của mình lên, vân vân. Nói theo bên đạo một chút, tức là bên đạo giáo một chút, là gọi là dương khí, âm khí và dương khí, nhưng mà nói theo nhà Phật thì gọi là công đức phúc báo quang minh trí tuệ, vân vân. Câu 2, mẹ con bị sẩy thai một lần, mẹ con có đi đi triệu người âm về đó, thầy thì thấy bảo đó là người nữ. Mẹ con có làm bát hương để nhà, và nhà có chuyện gì đó thì thấy có một con bướm màu sặc sỡ, và mẹ con bảo đó là chị con về. Điều đó có đúng không ạ? Mong thầy giúp giải đáp cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Có trường hợp đó xảy ra. Trên thế gian này cái gì cũng có thể xảy ra. Thì cái trường hợp này cũng có thể. Phật tử này, bé này muốn gì? Muốn kiểm tra đó có phải là chị của bé này thật không? Thì bé này nên phát nguyện gì? Ăn chay 21 ngày, tụng kinh Địa Tạng một ngày 3 thời, sáng, chiều và tối, và chỉ cầu Phật Bồ Tát để gia trì cho, bảo nếu mà đúng mà chị con mất chưa được siêu thoát đọa làm kiếp súc sinh cho thân con bướm như thế, thì nguyện cho gì con tụng kinh 21 ngày thì chị con được gì? Thoát kiếp súc sinh, thoát khỏi thân bướm, không phải là bướm nữa. Thì từ đó trở đi Phật tử không thấy còn nhà có việc, có dỗ, có chạp hay có bất cứ việc gì, không thấy con bướm sặc sỡ quen thuộc đó bay về nhà mình đậu trên bát hương vân vân đó nữa, thì có nghĩa, đồng nghĩa là gì? Đó chính là chị của con. Và chị của con gì? Đã được đi siêu thoát về cảnh giới tốt hơn rồi, không làm thân súc sinh, làm thân con bướm nữa. Thì con muốn hỏi là đó có phải là thật hay không, thì con nên phát nguyện trì tụng kinh Địa Tạng 21 ngày như thế, như thầy nói đó, thì sẽ trả lời được thôi. Còn nếu mà gì, sau 21 ngày hoặc sau 49 ngày, thậm chí sau qua 100 ngày, cho là tối đa 100 ngày con nhất tâm tụng niệm hồi hướng như vậy mà con bướm đó vẫn bay về, thì đó không phải là chị con, đấy chỉ là ma quỷ giả dạng là người thân để gì? Để cầu cái sự gì, cúng bái trong nhà con để ăn hương ăn hoa, ăn bằng gì? Bằng mắt thấy sắc mũi ngửi mùi ở trong những cái đồ mang cúng của nhà con mà thôi. Thì trường hợp đó cần phải gì? Sớm gặp các vị thầy để họ tư vấn cho một thêm để mình cũng giáo hóa, hoặc là tống khứ những cái kẻ mà lợi dụng đó ra khỏi nhà mình. Câu 4, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là một Phật tử nó hỏi đó, con kính bạch thầy, thầy hoan hỷ cho con hỏi với ạ. Mỗi khi con lên thời khóa, con có lên hương, nhưng con dùng có hôm là hương vòng, có hôm là hương nén, có hôm là hương trầm đốt trong lư hương. Vì lý do nhớ hết chưa kịp mua, như vậy có được không ạ?
thì cũng không sao. Ví dụ cái lý do hôm nào mình bận quá mà hết hương chưa kịp thì mình cứ lên mình thay nước, thay dọn dẹp ban thờ cho sạch sẽ, thay 3 chén nước hoặc 7 chén nước mình cúng Phật là cũng được, không sao. Nên xong rồi đến hôm sau thì thu xếp công việc mình sớm mua ngay để mình có cúng hương nữa thì nó tốt hơn, nhưng cũng đừng nên thắp nhiều quá làm gì. Ý thứ hai trong người câu hỏi này: con biết 5 điều giới cấm của Phật tử quy Phật là không được nói dối, nhưng con đang công tác khó khăn về thời gian nên có lúc con cũng phải nói khác đi tí để có thời gian đi về chùa tụng kinh. Con làm như vậy có sao không ạ? Con bạch thầy chỉ bảo cho con ạ, con xin cảm ơn ạ. Đức Phật nói cũng có gì, cũng có những lời nói dối đáng yêu, không có tội tình gì, nhưng mà gì, đại đa số những lời nói dối là có tội, nhưng Đức Phật nói cũng có tội, nói dối đáng yêu, không bị tội tình gì. Phật lấy một cái ví dụ: ở đời trước kiếp trước, khi ngài còn đang hành Bồ Tát đạo thì có một ông thợ săn đem bắn một con nai. Con nai đó vì biết được ở trong rừng có một vị ẩn sĩ tu hành đạo đức rất là tốt, có thể cứu được nó. Và con nai khi bị trúng tên thì chạy đến chỗ vị đạo sĩ để cầu cứu, nằm quỳ phù phục dưới gần trước mắt vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ kia liền thì từ từ đi ra nổ cái mũi tên và lấy lá thuốc đắp vào cho con nai và bảo con nai chạy về phía đông. Vừa được một lát thì ông thợ săn hớt hải chạy đến và hỏi ông đạo sĩ rằng: ông có thấy con nai của tôi gì chạy qua đây không? Cái vị đạo sĩ kia cứ giả vờ như là không nghe thấy, để cho vị đạo sĩ hỏi qua hỏi lại nhiều lần mới bảo là gì: hình như tôi thấy có thì phải. Vị đạo sĩ, vị thợ săn kia hỏi vị đạo sĩ là gì: vậy ông thấy con nai tôi nó chạy đi hướng nào? Thế vị đạo sĩ lại giả vờ là gì: thế con nai của ông nó có màu gì? Màu trắng hay màu xanh, màu vàng hay màu đỏ? Thì tôi mới biết chứ, bây giờ trong rừng này có rất nhiều con nai. Thế bảo là con nai của tôi là gì, là có màu vàng vàng, lông vàng vàng, có cái sừng như thế, thừng dài như thế. Là thế có màu vàng. Thế là ông đạo sĩ lại hỏi là: thế con nai của ông có sừng không? Thế thợ săn kia bảo là: con nai của tôi có sừng. Vì kia lại tìm cách để sừng nó gì, sừng dài sừng ngắn. Vì kia bảo sừng dài. Thì cái vị đạo sĩ lại hỏi: con nai là một sừng hay là hai sừng? Bảo: con nai của tôi là hai sừng. Thế hỏi rồi đi hỏi: thế mà con nai của ông ấy, thế thì nếu mà như thế, khi mà tôi đang ngồi thiền tôi mới mở mắt ra một cái, tôi thì thấy một cái bóng là gì, giống như một con nai của ông diễn tả, màu vàng, có hai sừng. Thoáng một cái thôi, thế nên nhảy thoát một cái vào gì, vào cái rừng phía bên, qua cái đường nhảy thoát một cái về, nó chạy vào phía rừng phía tây. Và cái vị thì vị đi săn, thợ săn kia là nghĩ là con nai đó là con nai của mình rồi, cho nên cứ thế đuổi theo gì sang phía tây, đuổi hoài chả thấy đâu. Kết cục là gì, kết quả là gì, con nai chạy về hướng đông, do lời nói dối đáng yêu của ông đạo sĩ cho nên cứu được cả con nai và cứu được cả gì, ông thợ săn kia khỏi phạm vào tội sát sinh vậy. Đó gọi là lời gì, lời nói dối đáng yêu ở trong nhà Phật, Đức Phật dẫn chứng ở trong kinh điển vậy. Chúng tôi nói là đấy là lời nói dối đáng yêu. Đây còn đây Phật tử chúng ta xem, nói là gì, thỉnh thoảng có thời gian đi công tác thì nói nhiều khó khăn về thời gian, cho nên cũng đôi khi phải nói lấy nhiều lý do này khác để đi vào chùa có thể tụng kinh, hoặc làm nói như vậy có nói dối không, tùy theo trường hợp nhé. Nếu hôm đó mà gì lãnh đạo mà phân cho chúng ta là gì, phải làm xong cái việc này để nộp báo cáo trong gì, trong ngay buổi chiều nay, mà chúng ta thì chúng ta lại đúng ra chúng ta cố thêm một chút nữa làm cho xong, hôm nay không vào tụng kinh thì thôi, ngày mai đi tụng được hoặc ngày kia tụng được, hôm nay là buổi quan trọng của thủ trưởng, của sếp, của công ty hay là của gì, của cơ quan, chúng ta cố cho đến 5 giờ thì xong thôi, nhưng mà chúng ta làm đến 3 rưỡi 4 giờ chúng ta trốn mất khoảng 3 phút, chúng ta nói dối rằng thưa thủ trưởng, hôm nay thì bố của em ốm nặng, hay mẹ của em bị đi cấp cứu, hay là chồng của em gì, hay là vợ con của em gì bị tai nạn phải đi cấp cứu chẳng hạn. Nói dối như thế để thép thế thương lòng mà gì, cho về, thế thương lòng mà cho về, nhưng thực tế không phải là về người nhà đi cấp cứu mà về đi tụng kinh. Và để kết quả thì công việc không thành và xếp giao cho một người khác, một người khác làm tiếp vào đó thì họ làm không biết, không làm được, cho nên thì kết quả là đến chiều tối không xong, không nộp được đúng giờ, và
kết quả là cả cơ quan, cả công ty hoặc cả cơ quan thì bị cấp trên là khiển trách kỷ luật chẳng hạn, thậm chí nặng có khiển cắt chức chẳng hạn. Nói dối như thế là gì? Nói dối không đáng yêu. Còn công việc là gì? Nó nhàn rồi, nó hết rồi. Mà bây giờ việc nó mình làm xong hết rồi, mà chưa đến 5 giờ, chưa đến giờ nghỉ, mới có 4 giờ thôi mà công việc làm xong. Hôm đấy công việc không có cái gì nặng nề thì mình có thể gì? Nói sếp, nói dối sếp là sếp ơi cho em về sớm một tí, hôm nay nhà em có việc bận, việc đặc biệt. Thì được, cái trường hợp đó ở lại nó chẳng giải quyết cái gì nữa, thì mình về trước một tiếng, mình đọc được kinh thì cũng cái đó rồi, có thể nói là nói dối đáng yêu. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy, bạch thầy, hàng ngày con nghe những bài pháp thoại của thầy, con đã hiểu và giải quyết được rất nhiều điều thắc mắc trong quá trình tu tập của con. Nhưng còn việc này thầy ạ, giải được dứt được rất nhiều, nhưng còn một việc nữa. Vào đầu tháng 7, gia đình con có nhờ sư thầy ở gần làng con đến bốc lại bát hương, và sư thầy đã bốc cho nhà con. Xong thầy lại dán một lá bùa lên giữa ban thờ nhà con. Bùa ghi bằng chữ nho nên con không biết là thầy ghi những gì. Con cứ tự hỏi mình, sao thầy lại dùng bùa, có phải thầy cài âm binh không? Xin thầy cho con biết bây giờ con phải nên làm thế nào ạ? Con cảm ơn thầy. Thường các sư thì không dùng bùa âm binh đâu. Các sư thì họ không dùng bùa để cài âm binh đâu. Mà đây có thể là cái câu thần chú án mới ra bắt mi hồng của Đức Quan Âm thôi. Hoặc là cái bùa chấn trạch thôi. Cái bùa chấn trạch thì nó không sao, nó cũng tốt thôi, nó không ảnh hưởng gì. Nhưng nó chỉ được khoảng 100 ngày hoặc 1 năm tùy theo cái công đức của người làm lễ. Hoặc là thậm chí nó chẳng có công đức gì cả, nó chỉ là cái tờ giấy không. Nếu Phật tử này trong lòng còn lăn tăn nó thì tùng ba biến đại bi thập chú và bát nhã xong thì xin Phật Bồ Tát chứng minh, hộ pháp thiện thần nên nó bắt buộc chứng minh ra và đem ra gì? Đem ra sân mà hóa được không sao cả. Tận hơn thì không dám hóa thì gì? Mang lên chùa nhờ các thầy hóa cho, mang lên đây các thầy hóa cho không được để cho yên tâm. Đó. Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con xin kính bạch thầy ạ. Thầy cho con hỏi, nếu trong các bữa con không ăn chay thì khi con tụng kinh Địa Tạng có sao không ạ? Và khi ngồi đọc sách con có cần phải trang phục nghiêm chỉnh, tức là quần áo, quần dài và áo không ạ? Ở đây thì Phật tử hỏi là khi không ăn chay có tụng kinh Địa Tạng có được không? Được, không sao. Nhưng tất nhiên thì công đức nó cũng sẽ giảm đi, nhưng vẫn được, có còn hơn không. Ý thứ hai Phật tử hỏi là khi ngồi đọc sách thì có cần phải mặc quần áo dài tề chỉnh trang nghiêm không? Nên như thế. Nên đầy đủ oai nghi phép tắc để mà gì mà đọc sách. Đặc biệt là khi chúng ta còn mạnh khỏe vân vân. Không nên mặc quần đùi áo cộc, quần ngắn, áo me ô để mà gì mà cầm sách phần mà đọc. Đấy là cái vì chúng ta như thế là không đủ lòng thành kính, sẽ tổn phước. Cho nên khi đọc sách Phật nên gì rửa chân tay mặt mũi cho sạch sẽ và cầm quyển kinh hay quyển sách của Phật lên, chúng ta phải xác định là thân thể chúng ta phải trang nghiêm, y áo cho chỉnh tề. Một câu nữa thì chúng ta nghỉ. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, tổ đạo tràng chúng con có những câu hỏi xin thầy giải đáp. Thì mấy câu cơ. Một, chúng con có duyên được biết kinh Địa Tạng, cảm thấy hạnh phúc lợi lạc cho khắp pháp giới chúng sinh khi tụng kinh này, nên chúng con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời. Nhưng chùa Khai Nguyên sau khi hết 3 năm tụng kinh Địa Tạng thì thầy giảng và tụng kinh Phổ Môn. Vậy con xin hỏi khi học và đọc tụng Phổ Môn theo chùa Khai Nguyên, đồng thời chúng con vẫn tụng kinh Địa Tạng nữa trong cùng một ngày, như thế có bị tạp tu không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao. Nếu chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng cả đời rồi thì chúng ta cứ tụng. Nếu mà còn thời gian chúng ta chỉ có thể tụng thêm đến kinh Phổ Môn thì cũng được, không ảnh hưởng gì cả. Nhưng điều quan trọng là gì? Một câu A Di Đà Phật. Theo người tu tịnh độ pháp đạo tràng của chúng ta là gọi là tịnh tông học hội Việt Nam. Cho nên vẫn lấy câu A Di Đà Phật là chủ đạo. Kinh tụng là phương tiện, là con thuyền để cho chúng ta gì? Bơi qua sông. Câu A Di Đà Phật chính là cái đích để cho chúng ta đến, tức là nương vào bản nguyện của Đức Phật A Di Đà đó. Chúng ta niệm danh hiệu của Ngài để cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc là cái đích đến. Còn thuyền đó thì ngồi con thuyền nào cũng được, thuyền to, thuyền nhỏ, thuyền làm bằng sắt, thuyền làm bằng tre, thuyền làm bằng gỗ đều được cả, miễn là sang tới bên kia sông. Tức là gì? Tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Phổ Môn đều được cả. Nhưng mà theo thầy thì thôi,
Thì khi chúng ta phát nguyện tụng kinh Địa Tạng rồi thì chúng ta cứ tụng kinh Địa Tạng. Còn thầy tụng kinh Phổ Môn hoặc giảng kinh Phổ Môn đó, thì cứ kệ thầy và những người có duyên với kinh Phổ Môn, họ lại gì? Họ lại tiếp tục nghe và tụng, còn mình có duyên với Địa Tạng cứ hành cả đời cũng được, không sao. Nhưng hoặc chúng ta dành thêm một hoặc hai thời kinh để tụng thêm kinh Phổ Môn, nếu chúng ta thu xếp được thời gian thì cũng được, không ảnh hưởng gì, không thể gọi là tạp tu được. Vì 84.000 pháp môn của Phật, pháp môn nào cũng có thể gì? Đưa chúng ta đến chỗ giải thoát giác ngộ được. Ý thứ hai, ở nhà con mở pháp cho con cái nghe, rồi cháu nó hỏi thế này mà con không trả lời được, con xin thầy giúp ạ. Cháu nó hỏi là gì? Sau khi người ta chết, xả bỏ báo thân thì người ta quên hết mọi việc quá khứ, vậy sao lại có chuyện oan gia trái chủ theo ta đòi nợ kiếp sau ạ? Con xin thầy trả lời. Sau khi người ta chết, Đức Phật nói này, tạng thức A-lại-da của mình gọi là tạm quên khi chúng ta nhập thai. Chúng ta nhập vào thai mẹ, ở vào trong cái nơi u tối bẩn thỉu đó, cái A-lại-da thức của chúng ta thì tạm quên đi thôi. Giống như các quý vị lấy một cái hòn đá để đè lên một cái bãi cỏ trong một khoảng một vài tuần, thì các quý vị nghĩ là gì? Bãi cỏ đấy nó chết đi thật chưa? Chết chưa? Chưa chết thật. Nó chỉ mới gì? Mới héo lá và gì? Chết cái lá thôi. Các quý vị nhấc cái hòn đá đi khỏi bãi cỏ và gì? Một vài tuần và một vài tháng sau nó lại tiếp tục mọc đi, mọc lên như thường, và thậm chí nó còn tốt hơn cái gì? Cái chỗ cỏ mà không bị đè đá kia. A lại ra thức, tức là cái tạng thức chủng tử, tức là cái trí nhớ, cái nhân quả tội phúc của chúng ta gieo trồng vào trong tạng thức A lại gia của chúng ta cũng tương tự như thế. Còn vì sao mà ở dưới quái âm nó đi tìm ta, nó báo oán được ta? Là vì sao? Vì nó chưa nhập thai. Tâm của nó gì? Một lòng một dạ nó gì? Đi báo thù, đi trả thù. Cho nên nó gì? Nó chưa nhập thai, vậy nó còn nhớ rất nhiều, rất dai. Hoặc là khi gì? Cái khi mà nó mới sinh ra nó cũng quên. Nhưng mà sau khi lớn lên nó tự nhiên gặp nhau nó gì? Nó khởi ra cái tâm gì? Thù hận với nhau. Một câu nói, hai câu nói, ba câu nói. Bình thường thì có duyên thì là bạn, mà không có duyên là thù, thì từ một câu nói, hai câu nói, ba câu nói nó biến thành gì? Biến thành thù. Cho nên chúng ta mới thấy là có người mới gặp nhau lần đầu đó gì? Đã thấy ghét nhau. Hoặc là về chung sống với nhau một thời gian thì mới thấy ghét nhau. Đó chính là gì? Nhân quả. Đến lúc đó nó mới chín mùi, dần dần nó mới nhận ra là gì, tự nhiên cái chủng tử thù hận ở trong A lại ra thức nó mới sinh ra. Thì khi đó nó về, nó nhìn thấy nó mới thù, nó mới tìm để báo thù, nó mới tìm được, lúc đó tìm được rồi lúc đó nó mới báo thù, là như vậy. Cho nên á, cái này thì câu hỏi này nó cũng trả lời thì phải hơi dài, hơi khó một chút, nhưng thời gian không có cho nên thầy không giải thích rộng hơn nữa. Thì một dịp nào đó có thể một câu hỏi tương tự thầy sẽ giải thích rộng hơn cái này. Ý thứ ba, chúng con để kinh sách nhà Phật trong giá sách, nhưng do sách nhiều nên phải xếp chồng lên nhau, có quyển kinh in ảnh Phật, có quyển kinh in ảnh Bồ Tát. Vậy thì khi mình để quyển kinh có hình Bồ Tát đè lên quyển kinh Phật thì mình có tội không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Không sao, Phật Bồ Tát không có chấp cái đó, miễn là mình để làm sao để cho đừng có để cái sách tạp nhạp ở ngoài đời nó đè lên kinh Phật mà thôi. Trong kinh Phật thì cái kinh Phật thì in ảnh Phật hay Bồ Tát ở ngoài hay ở trong thì không quan trọng đâu. Đó. Cái không cứ là phải kinh có in ảnh Phật phải để lên trên, ảnh Bồ Tát phải để xuống dưới. Phật cũng không có kinh sách nào dạy chúng ta bắt buộc phải như thế. Phật chỉ trong kinh sách giới luật chỉ có dạy là đừng có để xuống dưới những cái sách tạp, những sách tạp cái sách của thế gian đó. Hoặc cũng đừng có để lộn đầu Phật xuống để cái ảnh Phật, chúng ta để cái kinh và để ý, để cái ảnh Phật nó phải cho lên trên, chân xuống dưới, đừng có để lộn đầu xuống dưới và gì chân lên trên, như thế nó phạm cái tội cầu thả bất kính cũng không tốt. Ý thứ tư, ý cuối cùng trong bài giảng hôm nay, cả nhà con đều biết đến Phật pháp, bố mẹ con thì ăn chay, còn chúng con thì lúc ăn chay lúc ăn mặn. Bố mẹ con tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Bố mẹ con tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Chúng con còn đang đi học nên không tụng được, nhưng chỉ cần chúng con có một lỗi nhỏ thôi là bố con đã sân hận, quát mắng chúng con ầm ầm với lời lẽ quá đáng, nhiều nhiều khi là xúc phạm. Mỗi lần như vậy chúng con nói bố làm thế là tổn phúc đấy, thì bố con bảo tôi biết rồi,
tổn phúc tôi sẽ làm lại từ đầu. Bây giờ tôi chỉ cần chết thôi. Tôi tụng kinh Địa Tạng chỉ để xin chết thôi. Con xin hỏi thầy, như vậy liệu bố con có bị chết không? Bố con như thế thì có tội không ạ? Xin thầy cho con lời khuyên. Xin thầy cho lời khuyên cho bố con ạ. Chắc chắn bố con đi sai đường rồi con ạ. Cái này hôm nào con phải dẫn bố con lên đây, thầy trực tiếp khai thị và chỉ bảo cho bố con đi đúng đường, không có đi sai đường như vậy. Sau này tẩu hỏa nhập ma điên điên khùng khùng, muốn chết không được, muốn sống chẳng xong. Các sư và các Phật tử hỏi tu theo ai, tu theo kinh nào và tu theo kinh Địa Tạng, học pháp của ai và học pháp theo thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Và họ nói, bắt đầu từ đó họ nói ra gì? À, cái ông thầy đó thì hóa ra cứ tưởng nó theo chính pháp, hóa ra nó giảng gì? Giảng tà pháp. Nó khuyên Phật tử là tụng kinh Địa Tạng để chờ chết, khuyên Phật tử tụng kinh Địa Tạng để cầu chết. Như vậy là gì? Là hỏng rồi. Như vậy là báng pháp, như vậy là phá pháp, như vậy là khiến cho họ gì? Coi thường pháp của Phật rồi, và coi thường gì? Người giảng bộ kinh này rồi. Như vậy là nguy hiểm, rất nguy hiểm. Cho nên trường hợp này nó cũng rất là dài, rất tế nhị. Một vài câu giảng không thể giải quyết được. Cho nên tốt nhất như bé này đưa câu hỏi này, nên khuyên bố mẹ nên đến chùa hôm nào và những pháp hội Địa Tạng nó dỗi dỗi hơn. Còn lên vào pháp hội Trung Phong, pháp hội Quan Âm nó đông người. Có lên nó chỉ có lễ xá thầy cái là phải lui thôi, phải đông Phật tử. Mà nhiều công việc thì không tiếp được. Cho nên lên pháp hội Địa Tạng á, thì nó ít người hơn. Cái lúc mà dỗi dỗi thì một cái lúc thuận duyên nào đó thì đưa bố xuống, để bố mẹ xuống để ngồi nói chuyện với thầy. Thầy sẽ tâm sự, sẽ giảng giải khai thị cho bố của bạn này. Phật tử nó hỏi: A Di Đà Phật, con kính lạy thầy ạ. Con sinh năm 1989, vợ con sinh năm 1991, con trai con sinh năm 2012, con gái con sinh năm 2015. Hiện nay vợ chồng con đang làm ở Hà Nội. Con có thuê một phòng trọ hướng Nam, phòng có gác xếp, cầu thang lại hướng thẳng ra cửa chính. Con ở đây được một năm rồi mà các con nhà con thường xuyên bị ốm. Có khi ốm cũng không tìm ra bệnh ạ. Thầy cho con hỏi, ở phòng trọ như vậy có phải không hợp đất không ạ? Con có cách nào để giải hóa không ạ? Con cảm ơn thầy. Theo Phật giáo thì cái việc phong thủy đất cát nó rất là nhẹ nhàng, không có nặng nề gì cả. Nhưng mà theo về lão giáo thì cái việc là gì? Chọn phong thủy đất cát rất là quan trọng. Hay là theo gì? Theo các nhà phong thủy học ở thế gian á, họ cho rằng việc phong thủy đất cát thì rất là quan trọng, tối quan trọng đối với con người. Con người chúng ta nếu mà ở về con người mà hợp với mệnh thì nó sẽ sinh ra gì? Sinh ra nhiều những cái sự may mắn, đem đến sức khỏe và tài lộc vân vân. Mệnh mà không hợp với miếng đất đó, thì cái hướng nhà ở đó, đất cát nhà ở vân vân đó, thì nó sinh ra rất nhiều điều tổn hại như là ốm đau, bệnh tật, gặp nhiều họa hoạn trong cuộc sống vân vân chẳng hạn. Cái này nếu mà nói là không có thì cũng không đúng. Mà nói có thì chúng ta cũng chẳng giải thích được là vì sao mà có do đâu, hình tướng nó như thế nào. Cũng giống như hỏi có ma hay không có ma. Nếu chúng ta bảo không có ma thì tại làm sao vẫn có người điên khủng loạn tâm do gì? Do ma làm. Ma trêu quỷ nhập. Cúng bái thì là gì? Hợp lòng thì nó lại khỏi. Mà bảo ma nó như thế nào thì kể cả gì? Cả tôi cũng chẳng giải thích được nó như thế nào. Tóc xanh nanh vàng, má phấn môi son, gót dài, đầu tròn áo ngắn ra làm sao? Ma như thế nào tôi cũng chịu chẳng giải thích được. Nhưng mà gì? Cũng giúp cho được rất nhiều vì điên khùng bệnh tật do gì? Do ma trêu quỷ nhập, họ khỏi bệnh, họ trở lại con người, cuộc sống đời thường bình thường của họ. Nhưng bảo tôi giải thích nó như thế nào tôi chịu. Bảo giải thích theo kiểu khoa học biện chứng phương Tây ấy, là tôi chịu rồi. Cho nên chúng ta thấy một thời gian là giữa triết học phương Đông và phương Tây. Phương Đông thì nói là duy tâm, phương Tây thì nói là gì? Duy vật. Bên phương Tây thì nói là phải giải thích bằng khoa học biện chứng, tức là giải thích phải có gì? Phải có dẫn chứng rõ ràng. Thì phương Đông nói rằng cái đó không cần thiết,
quan trọng nhất là cái tâm. Mà tâm ở đây không phải là quả tim, tâm ở đây là gì? Lòng thành và sự tin, tin tưởng tuyệt đối thì sẽ gì? Thay đổi được thế giới bên ngoài chúng ta. Hai bên nó giải thích có cái sự khác biệt giữa gì? Duy vật và duy tâm như thế. Cho nên là mấy trăm năm trước gì? Giữa hai cái dòng tư tưởng phương Đông và phương Tây, chúng ta thấy là gì? Cũng có một thời gian cãi nhau nảy lửa. Các nhà khoa học trên thế giới cãi nhau nảy lửa. Nhưng bây giờ thì đỡ rồi. Phương Đông cũng áp dụng khoa học tiên tiến phát triển của phương Tây vào trong cuộc sống, mà phương Tây ấy, cũng đem áp dụng, nghiên cứu và áp dụng những cái phương diện tâm linh, tâm lý của gì? Phương Đông và áp dụng vào trong cuộc sống. Nó đem lại cái sự tổng hòa xã hội ngày một tốt hơn. Đó. Thì ở đây Phật tử này nói rằng á, đã có vợ và có hai con như vậy, nhưng từ khi thuê cái nhà này về thì ốm đau quặt quẹo như vậy. Thì theo phong thủy học á, thì họ nói rằng là con người ta thì đều có sinh ra năm nào tháng nào vân vân, nó đều có mệnh cả. Thì nói về phong thủy chia trẻ thì có thể học cả đời không hết. Nhưng mà họ chia ra gì? Con người ta thì có đông tứ trạch và có tây tứ trạch. Đông tứ trạch là gì? Là thuộc về cấn, chấn, tốn và khảm, thuộc về đông tứ trạch. Tây tứ trạch là gì? Là khôn, đoài, cấn và kim. Đó là bốn hướng về gì? Bốn hướng đó là thuộc về tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Đó là thuộc về tây tứ trạch. Đông, đông nam, đông bắc và đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Xin lỗi, đông, đông nam, chính nam và chính bắc. Thì đó là gì? Đó thuộc về đông tứ trạch. Họ chia ra là tây tứ trạch và đông tứ trạch. Mệnh người nào họ tính từ năm sinh. Mệnh người nào mà thuộc tây tứ trạch mà gặp hướng nhà, hướng ngõ, hướng ban thờ, hướng đầu giường ngủ, hướng bếp đun. Tây tứ trạch mà gặp đông tứ trạch, gặp vào bốn cái đó thì gọi là hung. Ví dụ như mà người như Phật tử này, này nói là sinh nam, sinh năm 1989. Công thức tính của họ là gì? 100, lấy hai số cuối là số 89 này là nam. Thì lấy cho hai số cuối là 89. 100 trừ 89 còn bao nhiêu? Còn 11. 100 từ 89 còn 11. Và công thức tính đó là gì? Nhân với 9, cái số dư đó là mệnh. Thì nhân với 9 là gì? 9 thì còn dư thì 11 thì còn dư 2. Thì cái dư 2 đó là mệnh của cái chú Phật tử sinh năm 89 này. Dư 2 thì họ lại tính gì? Tính trong 1 khảm 2 khôn 3 chấn 4 tốn ngũ trung cung. 5 ngũ trung cung là 5, trung cung là 6 càn 7 đoài 8 cấn và cửu tức là 9 là ly. Phật tử này là gì? Dư 2 thì 1 khảm 2 khôn. Phật tử này thuộc mệnh khôn. Khôn thuộc thổ. Thổ thì thuộc gì? Thuộc về tây tứ trạch. Tây tứ trạch đây là hợp với gì? Tây, tây nam, tây bắc và đông bắc. Và Phật tử này nói là nhà trọ hướng nam. Hướng nam thì thuộc về đông tứ trạch. Hướng nam thuộc về gì? Về hỏa. Phật tử này thuộc khôn về thổ. Thì cái này trong phong thủy học họ nói rằng đây là thuộc về phân ra gì giữa đông tứ trạch và tây tứ trạch rồi. Cho nên có thể là như vậy mà sinh ra chuyện đau yếu như vậy. Rồi cả cầu thang thì là đâm thẳng ra ngõ, tức là cũng đâm thẳng ra cửa ngõ theo hướng gì? Theo hướng chính của nhà, tức là hướng nam luôn. Cho nên hai đứa con ốm đau quặt quẹo tìm không ra bệnh. Thôi cái trường hợp này thì thôi nếu mà nghe thầy thì thôi cứ đây là phòng trọ mà, có không phải nhà của mình. Cho nên phòng trọ bây giờ nó cũng đẩy ra tìm nó cũng dễ lắm. Nhất là mấy năm nay bất động sản nó ế ẩm, cho nên nhà cửa xây ra không bán được, họ cho thuê đầy. Thôi chẳng ngại gì mình, thôi vợ chồng chuyển lên đi thuê một cái chỗ nào đó thì nó cũng hợp lý. Bây giờ thoải mái chỗ cho chúng ta chọn. Thì Phật tử này theo thầy khuyên thì nói đi thuê vào cái một cái hướng nhà có hướng, thì có hướng nhà là hướng phòng hướng tây, tây nam, tây bắc hoặc đông bắc, được chính tây và tây nam, tây bắc là tốt nhất. Thì không thì hướng đông bắc cũng được. Đó, thì thuê những hướng nhà có những hướng đó ở, đặc biệt là được cái cửa bếp đun, cửa bếp ga cũng quay về một trong bốn hướng đó nữa là tốt, tốt cho sức khỏe. Và khi ngủ cũng nên cho đầu giường về và bốn, một trong bốn hướng đó thì cũng rất tốt.
ngồi tiếp khách uống nước cũng quay mặt về hướng đó thì cũng rất tốt. Đó, cái này thì đúng ra thì theo Phật giáo thì không có được nặng nề về cái này, nhưng các vị mới chỉ là Phật tử tại gia, người sơ tâm học đạo thì cũng có thể là phương tiện, chúng tôi khuyên như vậy. Còn khi mà tu hành, người xuất gia tu hành mà sắc tức thì không, không tức thì sắc, vân vân đó, thì tất cả đều là gì tốt, đông tây nam bắc, đông nam, đông bắc, tây bắc, hướng nào cũng tốt. Nếu như tâm mình tốt thì hướng nào cũng tốt. Tâm có thể chuyển cảnh vật bên ngoài, nhưng mà đấy là chỉ cho những bậc đại tu hành thì mới có thể chuyển được cảnh ở bên ngoài, từ chỗ xấu thành chỗ tốt, từ chỗ ô uế thành gì, chỗ thanh tịnh. Còn bây giờ thì còn đang ở nhà làm ăn như vậy, chịu sự chi phối của gì, của vạn sự vạn vật xung quanh mình, cho nên đó, thì thôi thầy cũng khuyên phương tiện mà khuyên như vậy. À, câu thứ 5, một Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy và các quý vị tăng ni Phật tử đang theo dõi chương trình trực tuyến. Con có 2 câu hỏi kính nhờ thầy giải đáp. 1. Năm nay con 29 tuổi, con hiện đang sinh sống và làm việc bên Đức. Con mới được biết đến Phật Pháp được vài tháng, và trong thời gian vừa qua, ngày nào con cũng nghe thầy giảng về kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đấy, đấy, ở tận bên Đức mà ngày nào nghe nghe thầy giảng kinh Bồ Tát Địa Tạng, chắc là thầy cũng tín tâm lắm đấy. Nhờ thầy, con đã được biết đến những giáo lý và trí tuệ của Đức Phật và các vị Bồ Tát. Những lời thầy nói con đều hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng. Chắc chưa? Chắc đã hiểu và tin tưởng một cách dễ dàng chưa? Con rất muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình. Tốt, cái này thì tốt. Người có sự cầu tiến là rất tốt, Đức Phật nói là rất tốt. Cho nên trong nhà Phật có một vị Bồ Tát tên là Thường Tinh Tiến. Làm được cái này rồi lại tiếp tục cầu, để tiếp tục là phát nguyện để làm thêm việc kia để đem lại lợi ích cho chúng sinh, cho nên gọi là Bồ Tát Thường Tinh Tiến, không bao giờ thoái lui cả. Thành tựu việc này rồi lại tiếp tục làm việc khác tốt hơn, thành tựu nhiều hơn cho chúng sinh, đó là gọi là Thường Tinh Tiến Bồ Tát. Và cũng mong Phật tử này có câu hỏi như thế này: học được cái này rồi thì lại tiếp tục học cái kia cho nó gì mở mang trí tuệ, làm được cái này rồi tiếp tục làm cái kia tốt hơn cho gì, cho đời và cho đạo. Hỏi tiếp: xin thầy cho con biết, con học và nghe về kinh điển nào sau bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng ạ? Làm sao để biết được trí tuệ học Phật của mình đã ở mức độ nào và đã sẵn sàng để học tập bộ kinh nào ạ? Con có suy nghĩ như vậy có phải là đã có tâm cống cao ngã mạn không ạ? Xin thầy hoan hỷ giảng cho con được biết ạ. Cái này thì trước tiên phải tán thán Phật tử này đã đưa câu hỏi này ở tận bên Đức mà vẫn hay mở để nghe những bài giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng của thầy giảng. Nhờ những giáo lý của Đức Phật thầy giảng ở trong kinh này mà Phật tử hiểu được nhiều hơn về Phật và Bồ Tát vân vân. À, Phật tử này có nói là những lời của thầy giảng á, Phật tử này đều hiểu và đều tin tưởng một cách dễ dàng. Cái này thì thầy phải nói là bái phục. Thầy bái phục tất cả những lời thầy giảng. Bây giờ thầy nghe lại có những điều mà gì mà mình còn phải tư duy, phải suy nghĩ thì mới hiểu được. Nhưng mỗi lần nghe thì một lần thì hiểu nó lại khác đi. Hôm nay nghe lần này nó như thế này, nhưng ngày mai á, nghe lại nó lại cái lời này nó lại theo ý khác đi, chiều hướng nó càng ngày nó càng tốt hơn. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không mới khuyên là 10 năm chỉ nghe một thầy giảng, nghe một bài pháp. Hòa Thượng khuyên Phật tử 10 năm chỉ nghe gì? Nghe Hòa Thượng giảng một bộ kinh Vô Lượng Thọ. 10 năm chỉ nghe giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ và nghe thì phải gì? Phải học, phải tập, tức là gì? Nghe là phải tu theo, phải làm theo. Thì điều đó mới gì? Mới là nghe, hiểu và làm một cách viên mãn, đúng đắn được. Còn chỉ nghe không á, mà hiểu không mà đi gì? Đi cãi nhau á. Thì trong nhà Phật đây gọi là sở chi chướng. Sở chi chướng là sao? Tức là cái sự hiểu biết của mình á, nó lại làm chướng ngại cái đạo tâm của mình. Làm chướng ngại cái sự gì? Hành pháp và tu tâm dưỡng tính của mình.
Có nghĩa là chỉ học xong một cái là truyền đem đi gì? Đi cãi nhau, đem đi tranh luận với nhau là đấy, Phật dạy như thế này, phải hiểu như thế này, người kia bảo phải hiểu như thế, kia bảo không, phải hiểu như thế, hiểu như tôi mới là đúng này, hoặc là hiểu như thế này mới là đúng này, vân vân. Và hai bên thì có thể gì? Tranh luận cãi nhau hết ngày này qua ngày khác, mà không có thời gian để tu tâm dưỡng tính, làm cho tâm mình nó an định, nó rộng rang, nó vẳng lặng, để cho sinh thực chí ở trong gì, trong A Lại Gia thức của mình, nó biến thành cái gì, cái bạch tịnh thức. Trong kinh Đức Phật A Lại Gia, kinh Đức Phật dạy, ở đặc biệt là ở trong Duy Thức Tông dạy này, chuyển bát thức thì thành các trí tuệ của mình, thành cái trí tuệ của mình, thì khi đó nó mới thì nó mới thực sự là trí tuệ thật. Còn cái trí tuệ do gì? Do nghe, do nhìn, do học, do đọc, do viết, nó chỉ là cái trí tuệ gì ban đầu của chúng ta mà thôi. Đấy gọi là trí tuệ thế gian, gọi là thế gian trí. Nếu chúng ta khéo biết sử dụng cái trí tuệ thế gian đó để dần dần để thâm nhập vào thực trí, vào đại viên cảnh trí, vào diệu quan sát trí, và đặc biệt là vào gì, vào bình đẳng tính trí, và vào cái trí tuệ của Phật đó, thì rất là tốt. Bằng không ấy, chúng ta sẽ rơi vào sở trí chướng, đem cái trí tuệ đó để đi gì, để cãi nhau, để tranh luận hết ngày này có tháng khác, thật là vô nghĩa vậy. Cho nên á, ở đây Phật tử này nói là người nghe có thể dễ dàng tin tưởng thì được, nghe dễ dàng tin tưởng thì được, và hiểu một cách dễ dàng á thì chưa chắc đâu. Vì trong lời nói của chúng tôi á, có nhiều cái rất là ẩn ý, có nhiều chỗ thì chúng tôi nói thẳng, có nhiều chỗ chúng tôi nói gì, nói ý, có nhiều chỗ gì nói dụ, có nhiều chỗ thì nói gì, nói thật ra, tức nói thật, nói thẳng, có nhiều chỗ nói gì ẩn ý, lấy thí dụ để mà hiểu được những cái các thí dụ ở trong đó, không phải là dễ một sớm một chiều, không phải dễ. Cho nên ở đây thì Phật tử nói rằng có thể tin và hiểu, tin tưởng và hiểu một cách dễ dàng, thì cái này cũng phải xem xét lại. Nếu mà hiểu được tốt á, những lời dạy của chúng tôi, những lời giảng của chúng tôi á, chỉ trong một lần nghe á, nó đây cũng là phải là, nếu mà được như vậy thì đây là trí tuệ của vị Bồ Tát tái thế. Chúc mừng một vị Bồ Tát tái thế có thể sắp sửa độ sinh ở trong những kiếp tương lai gần đây, thì đem cái công đức trí tuệ ấy mà làm lợi ích cho đạo và cho đời, thì công đức vô lượng. Mặc dù ở tấm thân trong thân hình nào đấy chăng nữa, hoặc là người xuất gia, người tại gia không quan trọng. Trong kinh Địa Tạng cũng có rất nhiều Bồ Tát tại gia, thậm chí là có những vị Bồ Tát rồi thì hiện thân quỷ thần cơ mà, để độ chúng sinh, không sao cả. Miễn là đem trí tuệ của Phật để giảng giải, khuyến bảo chúng sinh gì, bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, tu tâm dưỡng tính, tín Phật, niệm Phật, tu Phật, ngồi thiền, tụng kinh, chỉ chú vân vân, phóng sinh, tu phúc bố thí cũng giảng vân vân đó, tất cả những cái việc thiện đó khuyến cho họ làm, khuyên họ làm, báo họ làm, thì đó chính là hành Bồ Tát đạo đó, đó chính là giác ngộ chúng sinh, giáo hóa chúng sinh đó. Còn nếu Phật tử hỏi rằng á, muốn tiếp tục tiến lên trên con đường học Phật của mình, cho nên hỏi rằng sau khi nghe xong kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng rồi á, thì làm sao biết được trí tuệ của mình á ở mức độ nào mà để mà sẵn sàng học những bộ kinh khác? À, Phật tử này theo thầy trước mắt nên đọc thuộc lòng kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng cho thầy, thuộc lòng, thuộc không cần nhìn sách mà vẫn đọc vẫn tụng được từ đầu cho đến cuối, thì đấy là cái đầu tiên là gì, học thuộc lòng. Cái thứ hai tiến lên học thuộc lòng đó gì, suy nghĩ ý kinh, tức là ý nghĩa của trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy cái gì. Đức Phật dạy gì, dạy chúng ta về hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật, và chúng ta đem cái lời dạy của Đức Phật đó áp dụng vào cuộc sống của chúng ta, làm sao cho làm một đứa con hiếu thảo với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp. Cha mẹ hiện đời thì lo báo hiếu cho chọn,
khiến cho cha mẹ chúng ta gì lúc nào cũng được vui, nói những lời hòa nhã, có những cử chỉ hành động khiến cho cha mẹ lúc nào cũng vui. Và đối với ông bà cha mẹ tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp thì phải gì? Phải có tu tập, có công đức để mà hồi hướng cho các cụ. Như kinh Địa Tạng nói là đem công đức thọ trì đọc tụng một bộ kinh này hoặc bảy bộ kinh này để hồi hướng cho người thân đã qua vãng, hoặc nhiều bộ kinh này, đọc tụng nhiều bộ kinh này để hồi hướng cho người thân qua vãng. Người thân của chúng ta dần dần tiếp nhận được công đức đó, nếu chưa được siêu thoát thì sẽ sớm được siêu thoát, nếu siêu thoát rồi á thì sẽ được gì, siêu thăng cảnh giới, công đức tăng trưởng, họ rất gì biết ơn chúng ta đó. Cho nên đây là giai đoạn thứ hai, sau khi Phật tử học thuộc lòng bộ kinh Địa Tạng này, tiến lên là suy nghĩ lời dạy của Phật ở trong kinh đem áp dụng vào cuộc sống. Dần dần bao giờ thấy mình làm gì, làm một người con hiếu thảo như là Bồ Tát Địa Tạng, hoặc gần bằng Bồ Tát Địa Tạng, thôi cho là gần bằng thôi, tôi cho chưa là nếu bằng Bồ Tát Địa Tạng thì phải trải qua gì, Phật tử này chắc chắn là phải trải qua gì, hằng hà a tăng kỳ kiếp mới gì, mới chưa chắc bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ. Đấy, trải qua hằng hà sa số kiếp tu tập theo bộ kinh Địa Tạng nữa thì cũng vẫn chưa bằng Bồ Tát Địa Tạng bây giờ. Cho nên ở đây thì cứ làm cho nó tốt, học cho thuộc, làm cho tốt, khi đó chúng ta thấy là tự nhiên các bộ kinh khác chúng ta sẽ hiểu hết. Ví dụ như thầy bây giờ chẳng hạn, thầy chỉ đọc tụng một bộ kinh Địa Tạng này, nhưng bây giờ đưa tất cả các bộ kinh Phật đưa cho thầy, thầy để có thể hiểu và giảng được hết. Vì sao mà hiểu mà giảng được hết? Vì một bộ kinh này nó bao trùm tất cả các bộ kinh khác. Nếu chúng ta học đến nơi đến chốn, tu tập đến nơi đến chốn, chúng trí tuệ chúng ta khai mở, thực chí chúng ta khai mở rồi, thì tất cả kinh Phật đều ở nằm ở trong cái gì, cái thực chí đó. Cho nên ở đây Phật tử nó hỏi là bao giờ cho thì cho nghĩ là mình có thể học được những bộ kinh khác. Cứ từ từ đi, cứ từ từ, thầy nghĩ là đừng có vội vàng làm gì. Đấy, cứ nghe bộ kinh này cho nó, và học và làm cho nó tốt đi đã. Sau này thì khi mà thấy tâm mình an tĩnh, mình không còn có cái tâm nay mong học kinh này, nay mai mà học kinh khác nữa, thì khi đó chính là khi là gì, mình có thể học kinh khác. Người học Phật lại như thế. Cái khi tâm mình còn suy nghĩ là gì, bao giờ cho học xong bộ kinh này để học được bộ kinh khác to hơn, tốt hơn, tức là gì, cái tâm đó chính là cái tâm gì, cái tâm có thể nói là gì? Hơi cống cao ngã mạn, và hơi gì, có thể nói là đứng núi này trông núi nọ, đứng núi này thì thấy những núi kia cao hơn, to hơn, và muốn sang đó, để sang đó lại thấy cái núi mình đang đứng, thấy cái núi bên kia mình đứng hôm trước lại thấy nó cao hơn, to hơn là sao nhỉ. Đó, cho nên cả cuộc đời này chúng ta cứ như vậy thì sẽ không đâu vào đâu cả. Vì vậy mà bao giờ học một bộ kinh, hành theo một bộ kinh, thấy tâm mình thực sự là gì, an tĩnh, thì khi đó chính là khi mình có thể học tất cả các bộ kinh mình muốn, đọc tất cả các bộ kinh mình muốn, đọc đến đâu chúng ta có thể hiểu đến đó, học đến đâu chúng ta có thể gì biết đến đó, đó, và chúng ta có thể thực hành theo được đến đó, thì đó chính là lúc mà chúng ta biết được trí tuệ của chúng ta đã đầy đủ, thuần thục chín muồi để có thể học các bộ kinh khác vậy. Còn bây giờ thầy khuyên Phật tử này, thôi cứ một bộ kinh này nghe và thực hành vài năm, đã 2-3 năm, chọn 3 năm đi đã, mà được thì tâm mình được như thầy nói đó thì mới chuyển. Câu thứ hai, vì sao ngày xưa Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền và tu chứng thành Phật, mà ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật? Chúng ta biết là Đức Phật trước đây cách đây trên 2500 năm về trước, ngài giáng sinh xuất gia ngồi thiền thành đạo, giáng sinh tại thành Ca Tỳ La Vệ, xuất gia ngồi thiền thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề, chuyển bánh xe pháp phổ độ chúng sinh tại vườn Nai, hay gọi là vườn Lộc Uyển đó, nhập niết bàn tại rừng Sa La Song Thọ,
chúng ta chỉ thấy cái gì? Thấy Thái tử Tất là đang ngồi thiền thành Phật, nhưng không thấy là trước khi Thái tử Tất đang ngồi thiền thành Phật, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Ngài trải qua gì? Ba A Tăng kỷ kiếp hành Bồ Tát đạo, cho đến gì? Cho đến khi nhân quả, cái nhân lành á, chín mùi như vậy thì Ngài mới gì? Mới thành Phật được. Đó, cho nên á, cái này thì tất nhiên Ngài lấy một, đây là một cái hóa thân của Ngài. Chứ còn trong phẩm Như Lai Thảo Lượng kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói Ngài đã thành Phật từ vô lượng vô biên kiếp rồi. Nhưng mà một cái hóa thân này Ngài thì hiện thì Ngài phải trải qua gì? Ba tăng kỷ kiếp hành đạo miên mật mới gì? Mới thành Phật. Mà một A Tăng kỳ kiếp á, dài lắm. Nói một kiếp thôi gì? Ở trong nhà Phật nói một kiếp á, cái từ kiếp á, ở trong nhà Phật gọi là phiên âm từ tiếng Phạm là kiếp ba. Mà một kiếp ở trong kinh Phật á, nó không phải là một đời, chúng ta đây là một đời người nó khác. Còn một kiếp trong kinh Phật á, Đức Phật nói ví như là có một hòn đá to bằng cái con trâu á, trâu to, con trâu to trưởng thành lớn nhất á, nhưng mà con trâu mụng, trâu mộng á, mình gọi là con trâu đực á, to như thế. Và 100 năm có một con chim bay trên trời, bay xuống đậu trên mỏ đá đó, hòn đá đó. Con chim nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi, và 100 năm sau, có sách nói là 1000 năm, tôi cho là 100 năm thôi. Có sách thì dịch là nói là 100 năm, có sách nói là 1000 năm, thì tùy theo thời pháp Đức Phật nói, theo từng xứ từng nơi mà Phật nói. Tôi nó lấy cái con túc số gần hơn, ngắn hơn nói là 100 năm. Con chim nó bay đến đậu trong hòn đá, nó quệt mỏ qua quệt mỏ lại rồi bay đi, 100 năm sau lại bay đến, cứ như vậy tuần tự bao giờ. Đức Phật nói trong kinh cái hòn đá đó gì mòn không còn một chút nào đó, đó mới tính là một kiếp ba ở trong nhà Phật. Một kiếp ở trong nhà Phật. Mà Đức Phật á, Thích Ca chúng ta phải dành gì? Dành á, dành ba đại kiếp như thế. Tức là gì? Bằng cái con chim á, mài mòn ba hòn đá như thế, cái thời gian như thế, thì Đức Phật gì? Từ khi phát Bồ Đề Tâm cho đến khi thành Phật tại tại Bồ Đề Đạo Tràng á, phải trải qua thời gian lâu bằng con chim để dùng mỏ, 100 năm bay qua bay lại, một lần cứ tuần tự như thế rồi bay đi rồi bay qua bay lại rồi quyệt mỏ xuống hòn đá, mòn sạch thì đó mới tính là một kiếp. Mà Đức Phật trải qua thời gian ba kiếp như thế mới thành Phật. Cho nên á, cái kiếp mà chúng ta thấy Thái tử Tất Đạt Đa cách đây trên 2500 năm trước xuất ra ngồi thiền dưới Bồ Đề Đạo Tràng, đó là kiếp cuối cùng trong hóa thân của Ngài ở ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này. Đấy là một hóa thân của Phật thôi, dùng một hóa thân thôi. Còn pháp thân của Ngài trong kinh Pháp Hoa nói là Ngài thành Phật đã vô lượng kiếp rồi. Đây là gì? Đây là chỉ là một hóa thân, dùng một hóa thân để đi hóa độ chúng sinh. Cho nên chúng ta thấy là có cái từ Nam Mô Thiên Bách Ức Hóa Thân Bản Sư Hòa Thượng Thích Ca Mâu Ni Phật. Ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này, Phật dùng hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí còn vô lượng vô biên các hóa thân để phổ độ chúng sinh nữa. Thế cho nên ở đây Phật tử nói tại sao mà thế Thái tử Tất Đạt Đa ngồi thiền thành Phật, còn ngày nay rất nhiều người ngồi thiền nhưng không một ai thành Phật. Vì thành Phật á, trong kinh Đức Phật nói vì sao gọi là Phật? Chữ Phật á, nguyên âm tiếng Phạm á, nói là gì? Là Buddha. Tiếng Phạm á, gọi chữ Phật là gì? Buddha. Buddha dịch sang tiếng Trung Quốc á, có nghĩa là gì? Là Bồ Đề, là giác giả, là giác, là Bồ Đề, là giác, là giác giả. Vì sao gọi là giác? Vì đầy đủ viên mãn ba ý nghĩa sau cho nên gọi là giác. Thứ nhất là gì? Là tự giác. Thứ hai là gì? Là giác tha. Và thứ ba là gì? Là giác hạnh viên mãn. Đó. Hàng tứ quả, tiểu thừa, thanh văn, A-la-hán thì thiên về tự giác. Tức là tự tu, tự giác ngộ và nhập niết bàn thì gọi là tự giác. Còn hàng Bồ Tát, tiến hàng Bồ Tát á, không chỉ tự giác cho bản thân mà gì? Còn giác tha, tức là đi dạy bảo chúng sinh được giác ngộ nữa, như là Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng, Văn Thù, Phổ Hiền, vân vân. Các ngài đó gọi là không chỉ tự mình giác ngộ giải thoát, mà các ngài còn đem giáo lý giác ngộ giải thoát của mình học được, tu được, chứng được,
để chỉ bảo cho chúng sinh hết đời này qua kiếp khác, hết A Tăng kỳ này kiếp này qua A Tăng kỳ kiếp khác ạ. Đó cho nên gọi là gì? Giác tha. Bao giờ công đức viên mãn á, các ngài thành Phật á, thì gọi mới gọi là giác hạnh viên mãn. Cho nên gọi là hàng tứ thánh quả thanh văn, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A Na Hán á, hoặc Bích Chi độc giác á, của tiểu thừa á, thì đó gọi là tự giác. Hành Bồ Tát đạo như các vị đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thủ Bồ Hiền á, gọi là gì? Giác tha. Đem sự giác giáo hóa giác ngộ chúng sinh tha nhân đó, dần dần đó, hết đời này qua kiếp khác, trải qua vô lượng kiếp, vô lượng đời kiếp đó, trải qua vài A Tăng kỳ kiếp vân vân, hoặc là vô lượng A Tăng kỳ kiếp đó, khi các ngài gì, tùy theo cái phát đại nguyện của các ngài. Như Địa Tạng Vương Bồ Tát trong kinh Địa Tạng, ngài phát nguyện là gì? Chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không thể bất thành Phật. Có nghĩa là gì? Chúng sinh chưa độ hết thì ngài không gì, không lên ngôi chứng cái quả vị Bồ Đề, tức là cũng là thành Phật đó. Địa ngục á, chưa chống không, tức là còn chúng sinh khổ nào trong đó, thì ngài thề không thành chính giác, tức là thề sẽ gì? Sẽ chưa thành Phật đó. Mà còn hành Bồ Tát đạo để phổ độ chúng sinh nhá. Đó là đại nguyện của ngài lớn lao như thế, cao cả như vậy. Phát cái đại nguyện khó và hành những cái nguyện khó như vậy, không phải là vị đại Bồ Tát nào cũng có thể làm được. Không phải là một vị Phật quá khứ, vị Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật thành Phật trong tương lai, vị nào cũng có thể phát đại nguyện như thế được. Không phải là những vị Phật hiện tại ở trên khắp trong mười phương thế giới, không phải Đức Phật nào cũng phát đại nguyện như thế được. Đây là một đại nguyện khó. Mà vì vậy, vì khó cho nên á, mười phương ba đời chư Phật mới gì, mới tán dương khen ngợi Bồ Tát Địa Tạng là như thế. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, vì cái chúng sinh, vì người tu thiền bây giờ, không chỉ người tu thiền mà tất cả những người tu các pháp môn ở trong Phật giáo hay là các tôn giáo khác trên thế gian này, không thấy có ai thành Phật. Là vì sao? Vì Đức Phật nói là có rất nhiều những cái nguyên nhân mà không thể có hai Đức Phật xuất hiện ở cùng một thời điểm, một thế gian, một thế giới. Cũng như Đức Phật nói là giống như thế gian này, chỉ cần một mặt trời là đủ chiếu sáng, đủ sưởi ấm để cho chúng sinh gì ở cõi Nam Thiện Bộ Châu này sinh sống, tồn tại. Nếu mà hai mặt trời xuất hiện trên bầu trời giống như một mặt trời ấy, thì chúng ta cái gì sẽ xảy ra đấy? Toàn bộ cây cối, cây cỏ sẽ gì? Sẽ khô kiệt. Sông suối sẽ gì? Dần dần cũng khô kiệt, và nước biển cũng khô kiệt, và con người và các loài hữu tình đều sẽ gì? Đều sẽ chết hết, chết cháy hết. Đức Phật nói như vậy. Đây là cái nguyên tắc thành đạo, hành đạo phổ độ chúng sinh của các Đức Phật gì? Trong một thế giới không thể hiện một lúc, một thời điểm có hai Đức Phật. Bao giờ giáo lý của một Đức Phật đó, một Đức Phật đó, trước đã gì, đã không còn thấy xuất hiện ở thế gian nữa, tức là mọi người đã quên hết, rơi vào thời, trong thời kỳ thành đạo của Đức Phật đó, thì chuyển bánh pháp luân, thời đó gọi là thời chính pháp. Vì sao gọi chính pháp? Vì nhiều người tu, nhiều người giải thoát thì gọi là chính pháp. Xong thời đại thứ hai gọi là thời đại gì? Tượng pháp, tức là nhiều người tu nhưng mà ít người tu, ít người chứng đắc thánh quả giải thoát, mà đa số chỉ làm để xây chùa, tô tượng, đúc chuông, tạo việc phúc thôi, giao duyên với Phật pháp để tam bảo, để đời sau được sinh nhân thiên, hoặc được sinh lại làm người, hoặc thậm chí nhờ công đức đó được đới nghiệp vãng sinh về cõi Phật mà thôi. Chúng thực chưa phải là giải thoát về cõi Phật, thì nương vào lực của Phật mới để mới tu tập, mới chứng thánh quả, mới giải thoát ở thế giới đó. Thì đó gọi là tu gieo duyên. Thời đó thời tượng pháp, đại đa số là chùa, xây chùa to cảnh lớn, giảng đạo nhiều tín đồ Phật tử vân vân chẳng hạn, như đấy là gieo duyên để hồi hướng công đức để cầu sinh tịnh độ, hoặc là đới nghiệp vãng sinh vân vân đó, hoặc sinh nhân thiên vân vân, chứ cũng không thể thành Phật được. Không thể thành Phật, không thể thành A-la-hán, thành Bồ-tát thất địa trở lên vân vân đó. Thì chúng ta thấy là vì nhân địa thành Phật không phải một đời một kiếp mà có thể thành được. Trong kinh Phật nói là phải phúc trí nhị nghiêm, tức là phúc đức và trí tuệ phải gì? Phải đầy đủ, phải viên mãn với nhau, không khuyết thiếu mới gọi là Phật.
Mà trong kinh Đức Phật nói thì phải đầy đủ 10 hiệu mới gọi là gì, là Phật. 10 hiệu đó là gì? Là Như Lai, Ứng Cúng, Chính Biến Chi, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Đầy đủ 10 hiệu như thế mới gọi là Phật. Vì hôm nay thì cái thời gian là không có, cho nên thầy không thể giảng về 10 hiệu này. Nếu giảng về 10 hiệu này thì cũng phải giảng cả tháng vẫn gì, vẫn chưa hết. Nếu mà đem cho thầy bảo thầy giảng 10 hiệu này á, thầy giảng 1 năm vẫn chưa hết, thậm chí 10 năm cũng vẫn chưa hết, thậm chí 100 năm vẫn gì, vẫn chưa hết, thậm chí cả cuộc đời này và nhiều cuộc đời khác nó chỉ giảng về 10 hiệu của Phật gì cũng chưa hết. Cho nên á, ở đây thời gian là không có, vì vậy không thể giải thích hết được. Vì vậy Phật tử này hỏi rằng thấy người tu thiền bây giờ nhiều, tại sao không ai thành Phật, không thấy một ai thành Phật? Cái thứ nhất là gì? Trong giáo lý của Đức Phật nói rằng gì? Không thể có hai Đức Phật xuất hiện cùng một thời điểm. Mà các vị Phật, các vị Bồ Tát có muốn xuất hiện ở thế gian này phổ độ chúng sinh, các ngài đều phải gì? Phải cải trang. Phải cải trang là sao? Là một vị sư. Ví dụ như là Đức Phật A-di-đà, ngài đến thế giới này để giáo hóa và hoằng truyền pháp môn tịnh độ cho mọi người tín vào pháp môn tịnh độ nhiều hơn, thì đó chính là ngài cải trang thành một vị sư, một vị tổ thứ 6 của tịnh độ tông Trung Quốc, đó chính là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Cùng thời với ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, tức là hóa thân Đức Phật A-di-đà đó, còn có một Đức Phật Định Quang cũng hóa thân, cũng có một Đức Phật quá khứ. Đó là Đức Phật Định Quang. Ngài hóa thân là gì? Thành vị thiền sư, nói ngài có tên là Hòa Thượng Hành Tu. Hòa Thượng Hành Tu có đôi tai dài đấy này, đôi tai của ngài chấm đến vai này. Người ta thường gọi là Hòa Thượng có đôi tai dài. Ngài có pháp danh là Hành Tu Lão Hòa Thượng. Một hôm thì có một cái ông vua ở nước đó, cái đời vua đó tôi không nhớ rõ là vua gì, vì các vị xem lại cái vị vua đó xem. Cái lịch sử của, vì lâu rồi, nhất thời chúng tôi cũng không nhớ hết được. Vì trí tuệ nó cũng có hạn, nó chưa thông đạt. Trí tuệ vô ngại biện tài như là A-nan hay là Nhà Văn Thù Vô Hiền Bồ Tát, Quan Âm Địa Tạng được. Cho nên nhất thời chưa thì nhớ được, không nhớ hết được. Nhưng các vị về cứ tìm đèo đọc lại với cái lịch sử của tổ thứ 6 là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư, chúng ta sẽ thấy. Một hôm có vị vua đến thăm ngài Vĩnh Minh, đỉnh lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư. Và sau khi thăm đỉnh lễ xong, cúng dường xong, vị vua rất hoan hỷ và hỏi rằng: con thật là kính trọng đức hạnh của gì, của ngài, của hòa thượng. Nhưng nay con thì con cũng muốn gieo duyên với gì, với những vị đại hòa thượng, tức là những cái vị mà đạo cao đức hạnh trọng đó. Thì cái vị vua đã bạch với tổ rồi, vậy thì xin ngài tổ là có thể chỉ dẫn cho con có thể thân thừa được với một vị đại hòa thượng nào, một vị đại pháp sư nào vân vân nữa không? Thế lúc đó ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng bệ hạ nên đến gần gũi với gì, đến cái chùa đó, địa chỉ đó, chùa đó để gần gũi một vị đại lão hòa thượng. Cái vị đại lão hòa thượng đó chính là hòa thượng có đuôi tai dài, có tên là Hành Tu đó. Hòa thượng nó không phải người phàm đâu, hòa thượng chính là vị cổ Phật tái lai đó, đấy chính là gì, là Đức Phật Định Quang, ngài thì hiện ra để độ chúng sinh đó. Thế vị vua nghe như vậy vội tức tốc là cùng với kẻ hầu người hạ của mình đem đồ đến để cúng dường. Đến một cái nhìn thấy ngài Hành Tu một cái liền là khởi thân hành lễ và đỉnh lễ, nói là gì, Nam Mô Định Quang Phật, tức là gì, tức là kính lại để Đức Phật Định Quang Như Lai, quy mệnh Đức Phật Định Quang Như Lai và con xin nương về Đức Phật Định Quang Như Lai. Vì vị vua đó là một vị vua Phật tử, cho nên á, ngài Hành Tu thấy như vậy hỏi rằng á, tại sao bệ hạ là gì, lại biết ta là gì, ta là Định Quang Như Lai mà kêu như vậy? Thì vị vua kia nói rằng á, con á, vừa gì, vừa lễ cúng dường ngài Vĩnh Minh Diên Thọ ở chùa ấy cách đây mấy hôm, nghe hỏi rằng á, hỏi con hỏi ngài là ở ngoài ngài ra còn chư tôn đức nào, hay còn một bậc cao tăng, một bậc thạc đức nào có thể đạo cao đức hạnh để cho con đến thân thừa để cúng dường học hỏi không? Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư nói rằng ấy, giới thiệu cho con đến ngài, và giới thiệu ngài chính là ngài Định Quang gì, Như Lai hóa thân. Và Hòa Thượng Hành Tu nói rằng ấy,
cái ông lão này, tức là nói cái ông hòa thượng, ông hòa thượng cái ngài Vĩnh Minh Nhân Thọ Đại Sư, nói là cái ông lão này, nôm na nói nhỉ, nôm na chúng ta dễ hiểu, nói là cái ông lão này thật là bày đặt, miệng lưỡi của ông lão này thật là gì, là lừa phỉnh thế gian, bày đặt vân vân. Và nói xong một cái là gì, và cũng nói luôn đó, vậy bây giờ thì ta không giấu ông nữa. Nói với ông vua đó, ngài Đình, ngài Hành Tu, hòa thượng Hành Tu nói ta không giấu nữa, phải cái ông Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư không phải là một ông hòa thượng phàm phu đâu, ngài chính là gì, là A Di Đà Phật hóa thân đấy, ngài mau lên đi về gì để thân cận đi. Nói xong một cái là gì, ngài ngồi giữa Tam Bảo, ngài tịch luôn, lộ thân phận một cái liền gì, liền ra đi. Đó mới là Phật Bồ Tát hóa thân thật sự. Thời nay chúng ta thấy có những vị xưng là Phật là Bồ Tát mà vẫn ngồi lại để nhận sự cúng dường của thế gian, nhận sự tán dương khen ngợi là Phật là Bồ Tát tái thế của thế gian, đó là giả, đó là Phật giả, đó là ma hóa Phật, đó là Phật gì, Phật cầu danh, Phật cầu lợi, và gì, và ma Phật đó các quý vị. Còn Phật thật tái lai thì lộ thân thế một cái là liền ẩn ngay, liền là nhập Niết Bàn ngay, như là hòa thượng Hành Tu là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Bị ngài Vĩnh Minh Diên Thọ nói về vua kia là ngài ấy chính là hóa thân của Đức Phật Định Quang. Phật đến, vua đến lễ xưng Nam Mô Định Quang Phật một cái thì tức là lộ thân thế rồi, ngài liền nhập Niết Bàn. Trước khi nhập Niết Bàn, ngài nói là Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư chính là A Di Đà Phật tái lai đó. Sau khi dự cái lễ trà tì ngài Hành Tu xong một cái thì Đức Vua cũng tức tốc chạy về, đi về để lễ Đức Phật A Di Đà lại lần nữa. Vì trước đây mình cứ nghĩ là ngài là một vị hòa thượng đạo hạnh thôi, ai ngờ là ngài chính là hóa thân của A Di Đà Phật. Cho nên nay đến thì quay về tức tốc để về để lễ ngài. Nhưng về đến nơi, về đến vừa vào đến cổng chùa thì thấy tăng tục đang gì, đang chạy đi chạy lại, nhân dân kéo nhau ầm ầm lên núi. Hỏi ra thì mới biết gì, ngài cũng vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ. Tức là ngài Vĩnh Minh Diên Thọ Đại Sư cũng vừa gì, vừa tịch xong mấy tiếng đồng hồ, tức là cũng không ngồi để đợi lại gì, đợi lại vị vua đến lễ lần thứ hai nữa. Đó. Tức là tung tích đã bại lộ rồi thì liền nhập Niết Bàn. Đó. Bằng không á, nếu mà trừ những vị Phật Bồ Tát A-La-Hán mà tái thế không nhập Niết Bàn á, thì ngài phải thể hiện là gì? Ngài muốn vẫn trụ lại cái như thế. Ví dụ như là A-La-Hán tự nhiên cái gì? Tế Điên Hòa Thượng á. Đó, Tế Công Hòa Thượng, ngài chính là hóa thân của gì? Của vị Đại A-La-Hán, của Hàng Long La-Hán tái thế. Thì chúng ta thấy là có những lúc mà ngài dùng những cái thần thông, những sự kỳ dị để độ chúng sinh nhá. Nhưng mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Ngài thể hiện như vậy mà tại sao ngài không nhập Niết Bàn? Chúng ta thấy là ngài thể hiện là gì? Giả điên, giả khùng. Một vị sư như là điên là khùng. Điên khùng mà không phải điên khùng. Còn chúng ta ở trên đời này bây giờ không điên mà lại điên thì mới đau ấy. Chúng sinh bây giờ chúng ta không điên mà lại điên, còn Tế Công là điên mà lại không điên. Vì sao như thế thì chúng ta dần dần động não suy nghĩ thì sẽ hiểu thôi. Đó, cho nên ấy, ở cái trường hợp này thì chúng tôi khuyên Phật tử này là gì, thôi bây giờ thì cứ nên nhất tâm để tu đi. Những cái gì mà nó chưa phù hợp thì cũng không nên nặng nề, không nên hỏi sâu xa là gì. Ví dụ như hỏi á, hôm rồi có một bạn Phật, bạn sinh viên đến chùa và hỏi thầy câu hỏi là tại sao ngôi chùa này đặt tên là chùa Khai Nguyên mà không phải là một ngôi chùa khác, không phải là một tên khác. Thì tôi chỉ cần hỏi lại bạn một câu là tại sao bạn tên như thế mà gì mà không phải là một tên khác, thế hết câu hỏi. Cái câu hỏi đấy là vô nghĩa. Hay là như ngày xưa Thiền sư Mã Tổ Đạo Nhất, có một vị quan lớn ở trong triều đến hỏi ngài Bạch Tổ, con rất kính trọng Phật, rất kính trọng giáo lý của Đức Phật, rất kính trọng chư tăng và rất kính trọng hòa thượng, rất kính trọng tổ. Nhưng mà bây giờ đạo lý của Phật, của tổ nói rằng gì? Mà khuyến họa con người ta muốn giải thoát thì phải xuất gia, phải đoạn trừ ái dục, đoạn trừ lòng tham, sân si vân vân. Thì bây giờ con xin hỏi tổ một câu này, xin tổ giải thích cho con, nếu mà tổ giải thích được ấy, thì con mới thực sự là gì? Là khâm phục. Còn bây giờ trong lòng con tin nhưng mà vẫn còn một chút nghi.
nghi ở đâu? Nghi ở chỗ mà gì? Và vị hỏi là con nghi ở cái chỗ là nếu mà tất cả đều làm theo lời Phật, đều xuất gia, nam không gì không lấy vợ, nữ không gả chồng, đều xuất gia tu Phật hết, thì thử hỏi rằng sau khi mọi người xuất gia tu Phật hết, thế giới này sẽ gì? Sẽ không còn một ai nữa, thì trái đất này, thế giới này sẽ đi về đâu? Đạo hiếu này, thậm chí là chùa chiền Phật pháp, ai là người gì, ai là người giữ gìn, ai là người bảo vệ, vân vân và vân vân, ai là người truyền bá, vân 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 vân, có nghĩa là như thế. Ngài Ma Tổ Đạo Nhất mới trả lời rằng là gì? Bao giờ ông mà ngụm hết cái nước sông Giang Hà, tôi sẽ trả lời câu hỏi đó cho ông gì? Cho ông biết. Và ông quan đó gì? Gãi đầu gãi tai. Và nói rằng gì? Bạch Tổ, vậy là Tổ đánh đố con hay sao? Làm gì có chuyện con ngụm mà hết này nước sông Giang Hà. Sông Giang Hà tức là cái con sông lớn, một trong những con sông lớn của Trung Quốc. Đó. Vậy thì Tổ bảo rằng á, đấy vậy thì ông gì? Ông hỏi những câu hỏi làm gì có cái chuyện tất cả người thế gian thì nam không lấy vợ, nữ không gả chồng, xuất ra đi tu hết. Đó là chuyện không tưởng, không bao giờ xảy ra thế gian này. Vậy cũng tương tự giống như không bao giờ ông uống một ngụm có thể hết nước con sông Giang Hà. Cho nên những cái chuyện không có như vậy. Tốt nhất là gì? Người học Phật chúng ta không nên hỏi và không nên đặt nặng vào nó, suy nghĩ, suy tầm làm gì cho mất thời gian.